đường đi. Chờ gì nữa? Rồi ăn món nào chỉ món đó nha các cô. Mang qua đường đợi em ơi, có hai cái bàn bên đường em trai. Rồi mang qua đường có hai cái bàn mình đợi nhá. Cô bác mang qua bên đường đợi, có hai cái bàn mình sắp xếp thức ăn cho gọn gàng. Bây giờ các cô sẽ chuẩn bị là bỏ những cái khay đồ ăn xuống dưới rồi để đeo bao tay và chuẩn bị phát. Rồi rồi, cảm ơn anh. Thank you.
ăn cái gì nói lên đi cho chú. Số 6 của bệnh viện Chợ Rẫy. Để cảm ơn các cô qua đường đại lùng. Những người bệnh nhân ung thư nhớ mang hóa đơn, căn cước công dân. Tuần sau sẽ kiểm tra kỹ, khớp ba giấy tờ thì mới tặng tiền. Cho cá được. Không? Bệnh ung thư lên kho bạc nhà nước nhận tiền, mỗi người 100 triệu nói tên tướng đương. Yeah. Lên kho bạc nhà nước ạ. Yeah. Nghe thấy tiền nữa là bà con nữa. Gặp chú Kỳ là ngân hàng chính sách xã hội. Thank you.
cảm ơn chị. Thank you.
mới luôn chị ơi. Ở bên xe nước mía á con. Cảm ơn các cô, qua đường có hai cái bàn, cô chú sắp xếp giúp con nhé. Rồi, ăn thịt có thịt, có thịt, có cá, có rau, đủ món luôn. Bên đây này. Thank you.
ăn à cô ơi. Món nào chỉ món đó nhé, một trong số các món ở trên bàn. Có cá, có gà, có tôm, thịt heo, đậu hũ. Rồi qua đường có hai cái bàn mình đậy nhé. À, bữa cơm này của gia đình Nghĩa Quân và hai bé, cô Nam, cô No Úc, đợi bộ 10 triệu, cây chi Nguyễn bộ 100 đô Úc, về ẩn danh ở Mỹ tới gặp trao cho Tướng Dương 500 đô và chị My Trương ở Mỹ về 100 đô là 2 triệu 440 ngàn. Hôm nay là 27 tháng 9, 2024, bếp cơm làm khoảng 500 suất ăn, gồm có cơm, bánh mì, chuối, nước suối, rồi sữa, rồi có thêm 150 cái bánh bao dành cho các cô chú anh chị sau.
không còn cơm thì sẽ tăng thêm một cam. Anh trai cho em hỏi bình thường mà đi mua cơm đấy thì trong nhà thương bao tiền một phần? Thank you.
Xong qua bên đường đẩy nhá cô chú, có hai cái bàn bên đường mình sắp xếp cho gọn gàng.
qua bên đường đợi có hai cái bàn. Cơm cá, cơm gà, cơm thịt heo. Đồng bào ở đâu? Sở Tiêng, ở tỉnh nào? Bình Phước à? Trời ơi, có răng vàng đẹp thế. Vàng thiệt à? Đi nuôi ai? Nuôi ông chồng. Ông chồng bệnh gì? Tay đồ nữa bạn kia, nuôi thẳng tay ta lấy luôn đi. Trời ơi, chạy chạy đi, chạy chạy đi. Chỉ phải chuẩn bị trước rồi, bước ra ngoài đi. Ừ, ra khổ lắm. Ai cũng bày đồ nữa bạn, chỉ nữa cũng được. Rồi đi lên đây thì có ai cứu không? Làm cho là lại cái mà gấp ngay lẫn nữa. Rồi chồng cơm, chồng đồ. Đi xuống cũng bẩn. Rồi tiền đâu mà... Có lượng gà, có bạn rồi chị ơi. Có lượng một món à, rồi bắt cái lượng gà. Có bạn à, xin tiếp một gà lại đi. Cơm ăn ngon không vào. Dạ, dạ, dạ. Qua bên đường sắp xếp em ơi, có hai cái bàn. Cô bác lấy thức ăn xong rồi mang qua bên đường, có hai cái bàn, mình đẩy nắp cho, hộp cho cẩn thận rồi mang vô trong nhà thương nhá. Ủa, đủ mà. Cơm vô đây là kêu người có bạn. Sao á, sao mưa không có bãi nữa. Đi là chị đi ăn mở rồi là chạy rồi đứng hoài chạy rồi mấy
cô ra làm sao giùm con? Xếp hàng. Xếp hàng. Xếp hàng, không có thầy đi làm à. Không có hợp được nữa. Không hợp được tại vì mua thuốc rồi. Cô lại ngay chỗ của xe mía mua thêm cho con hai hộp. Dạ, cảm ơn. Rồi, con có đường em, cố bạn nha. Mang qua đường đây em ơi, có hai cái bàn bên đường em trai. Rồi mang qua đường có hai cái bàn mình đẩy nhá. Rồi cô bác mang qua bên đường đẩy có hai cái bàn mình sắp xếp thức ăn cho gọn gàng.